Rồi, ok, xin chào các bác. Thì hôm nay cũng khá là rảnh rỗi, cho nên em muốn chia sẻ với các bác một chút nữa về cái vấn đề pin trên điện thoại LG nhà mình. Và không chỉ là về cái điện thoại LG nhà mình đâu, tất cả các điện thoại khác nữa nó cũng tương tự như thế thôi. Tại vì em thấy là trên nhóm mình ấy, có rất nhiều anh em vẫn còn trăn trở và quan tâm gần như là thái quá về vấn đề pin ấy. Thì các bác cũng biết rồi đấy, LG nhà mình thì hẹo rồi, không còn sản xuất điện thoại nữa. Cho nên là tất cả những máy của LG bây giờ ấy, đều là những máy cũ thôi. Và tùy cái mức độ mới cũ của nó như nào mà pin của nó cũng có thể bị ảnh hưởng như vậy. Thì những cái vấn đề mà thắc mắc về pin ấy, đa số là đến từ những cái bác nào mà mới mua máy ấy, và các bác đang trong thời gian test máy ấy, thì các bác rất là quan tâm về vấn đề pin. Thì các bác hay nên nhóm mình hỏi về pin của tôi như thế này, như thế kia có ổn hay không. Thì trước tiên thì em muốn nói với các bác về cách để test pin cơ bản ở trên cái điện thoại đấy nhé. Cái này chỉ là lý thuyết thôi, còn thực tế vẫn phải là các bác phải tự dùng và tự trải nghiệm thì các bác mới biết được pin của mình nó có đủ cho mình sử dụng hay không. Thì trước tiên nhé, các bác muốn xem cái thời lượng pin dùng hàng ngày của mình như thế nào ấy, thì các bác vào cài đặt này. Các bác vào cái phần pin đây. Đó, thì các bác có thể thấy này, các bác vào cái phần cách sử dụng pin này này. Đó, thì các bác phải thấy được cái biểu đồ ở đây này. Thì cái biểu đồ này ấy, nó sẽ tính từ cái mức 100% ở đây này, nó đi dần xuống, và cái chỗ đây này, cách sử dụng màn hình này, nó được bao nhiêu thời gian, có nghĩa là thời gian sáng cái màn hình đó bao nhiêu thời gian, thì có nghĩa là cái mức pin của các bác nó sử dụng được như vậy. Thì cái việc mà pin của các bác sử dụng lâu hay ít ý, thì nó còn phụ thuộc rất nhiều vào thực và vào cách sử dụng của các bác nhé. Thứ nhất là cách các bác để cái độ sáng màn hình bao nhiêu này. Đó, bác thấy không, nếu như các bác để cái độ sáng màn hình nó càng lớn đó thì nó càng tốn pin đó. Thì các bác để ở mức độ mà để mà mắt các bác vừa với mắt các bác nhìn thôi. Nhiều bác thì lại để bật cái chế độ tự động này lên ấy. Thì khi mà bật cái chế độ tự động này lên ấy, khi ra ngoài nắng và khi vào trong cái phòng tối ấy, thì nó sẽ tự động điều chỉnh cái độ sáng cho các bác. Thì khi mà em như em thấy ấy, kinh nghiệm của em ấy là khi các bác bật cái tự động này lên ấy, em thấy là máy nó sẽ bị có vẻ là sẽ tốn pin hơn, tại vì máy nó phải hoạt động cái cảm biến đo ánh sáng ở đây này, ở phần trên này này, nó nhiều hơn thì có thể nó sẽ bị cái hiện tượng mà nó làm hao hụt pin đi nhiều hơn một tí. Đó, thì như kinh nghiệm của em dùng là em ít khi em bật cái tượng này lắm, em toàn để tầm khoảng 50% cái tầm này. Đấy, cái tầm đấy là đủ dùng rồi, kể cả ra ngoài sáng hay ra ngoài tối thì cũng để tầm đấy là vẫn sử dụng được. Nếu như vào tối sáng quá thì các bác có thể được tự kéo xuống để các bác điều chỉnh. Thì như kinh nghiệm em này, em không bật cái tượng này. Đó, thì nhiều các bác ấy thì lại em thấy như các anh em đồng nghiệp của em dùng điện thoại ấy, mọi người để cái độ sáng này rất là thấp luôn, có người để kiểu như này này gần như bằng không luôn ấy. Mình cũng không hiểu sao là người ta có thể nhìn được, nhưng mà khi mình nhìn vào điện thoại người ta nó gần như mình không nhìn cái gì, nó rất là tối, phải nhìn dí sát mắt vào nhìn mới được. Còn em thì em thường thường để 50. Đó, thì các bác muốn test cái này chính xác nhất ý, là các bác phải mua máy về dùng 3 4 ngày đi, chứ không phải mới mua về xong các bác đăng là cài cái tất cả rất là nhiều app nhé, app cái thứ rồi cài đủ thứ đó, đang máy nó chưa được ổn định cho lắm ấy, thì các bác cũng chưa cho ra cái thời lượng pin nó ổn định cho lắm đâu. Thì các bác cứ sử dụng máy một thời gian đi, reset khởi động lại máy mấy lần đi cho nó máy ổn định, rồi cài các app các thứ rồi các bác sử dụng bình thường, rồi sau 3 4 ngày các bác mới nên kiểm tra cái này. Thì các bác muốn kiểm tra cái này ấy, thì các bác sạc đầy pin 100% nhé, 100%, và các bác sử dụng liên tục, không sạc một tí nào lại nữa nhé. Sử dụng liên tục nó từ 100% đấy xuống đến tầm 5 đến 10%, xem là nó thời gian được bao lâu. Đó, và trong cái quá trình sử dụng đấy thì các bác phải 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 biết được là mình sử dụng cái gì. Ví dụ như các bác chơi game gì, hoặc là các bác chỉ sử dụng những cái tác vụ cơ bản như kiểu là lướt Facebook rồi rồi lướt YouTube cái thứ bình thường thôi, lướt web bình thường thôi, thì nó sẽ cho những cái mức thời lượng sử dụng pin này nó sẽ khác nhau nhé. Đấy, thì các bác
ở trên dưới này, nó có cái mấy cái thông số này nữa này đấy, cho các bác biết được là mình sử dụng cái gì nhiều nhất ấy. Nhưng mà em thấy là những cái thông số này nó cũng không được chính xác cho lắm đâu đấy, cho các bác cứ thực tế mà các bác test thôi. Ví dụ các bác dùng cái gì, ví dụ các bác muốn test nó, các bác chuyên chơi game thôi, bác chơi game không thôi đấy, xem nó được bao lâu đấy, và chơi game thì bằng 3G hay là bằng wifi đấy, có thể bằng wifi hoặc bằng bằng 3G 4G đấy. Thường thường nghĩa là khi các bác sử dụng cái 3G 4G này này, 4G này này, nó sẽ cho cái thời lượng sử dụng pin nó ít hơn cái việc sử dụng wifi nhé. Wifi thứ nhất là sử dụng wifi nó tốc độ nó có thể nó sẽ nhanh hơn và nó sẽ đỡ nóng máy hơn đấy, thì nó sẽ pin nó sẽ tốt hơn đấy. Đây là cách sử dụng, để cách cách các bác kiểm tra cái pin của mình nhé. Đấy thì các bác vào đây rồi và em thấy rất nhiều các bác là hay sử dụng những cái phần mềm mà test pin ở trên Set Play ấy. Riêng về cái phần iPhone thì họ có cái trong máy người ta có tự cái test rồi. Thực ra thì ở LG mình cũng có, thì đây trước tiên là mình sẽ test pin ở cái lệnh như này. Ví dụ có đề con G8 Hàn của em nhé, các bác dùng lệnh này: sao thăng 54 63 68 thăng sao, mã của con em là 820 đó. Thì các bác vào cái phần SCV này đấy, các bác vào cái phần battery test này đó đấy, thì ở trong này đây này, trong này này các bác sẽ biết được cái thông tin của pin này đấy. Đây là cái số lần sạc này, cái battery cycle này này đó, đây này, như của máy em là không này đấy, tình trạng pin này, pin còn tốt này đấy. Như cái các bác hay quan tâm đến cái battery cycle này này, đây là có nghĩa là số lần sạc pin ấy, thì em khẳng định luôn cho các bác biết được là nó không chính xác đâu, hoàn toàn 100% là không chính xác đâu đấy. Và khi mà các bác KDZ lại máy hoặc là các bác up lại ROM ấy, nó sẽ bị reset cái này về không nhé. Đây có thể cái battery cycle của em nó bằng không, mặc dù em đã sử dụng nó khoảng tầm 4 5 tháng nay rồi, 4 5 tháng nay nhé, và ngày nào cũng sạc qua đêm đến 100% hết, sạc qua đêm đầy rồi nó tự ngắt, em có dây sạc tự ngắt đấy, cũng sạc qua đêm đầy 100% hết nhé. Đó bác thấy không, dùng 4 5 tháng trời rồi mà cái battery cycle này vẫn bằng không. Nhưng mà nó có một hiện tượng nữa là mấy hôm trước em kiểm tra thì cái battery cycle này nó bằng 2 hay 3 gì đấy, nghĩa là 3 hay 4 lần sạc gì đấy. Đấy, nó cứ là có nhảy số nhá. Cái của em cũng có nhảy số nhưng mà không hiểu sao nó lại thỉnh thoảng nó lại về không. Đấy. Thường thường là cái này thì cái hiện tượng này thì đúng là không thể giải thích được. Tại vì thường thường là khi mình khởi động lại máy nó sẽ cái con số này nó không về không về không đâu. Đấy, nhưng mà hình như là máy của em ấy là cứ khởi động lại máy là hình như về không thì phải. Chứ còn bình thường là cái thông số này nó sẽ không phải không đâu, trừ khi là các bác cái đấy thôi đấy. Thì cho nên là cái thông số này nhiều khi là nhiều ông bán bảo là cái máy này còn mới lắm, mới được có mấy lần test, mấy mấy lần sạc ấy, thì các bác đừng tin vào thông số này nữa nhé, cái thông số này hoàn toàn là ảo, ok chưa? Và nếu mà nó có đúng ấy, thì em chỉ cho nó khoảng tầm 10% là đúng thôi, chứ nó không không có cái giá trị ở gì ở đây cả đấy. Còn cái đây tình trạng của pin này thì em thấy là tình trạng pin thì cái máy nào nó cũng hút hết à, kể cả máy pin chai này nó cũng hút hết à, có nghĩa là pin còn sử dụng được thì là còn tốt đấy. Thì cái này cũng không quan trọng, thông số này không quan trọng. Đây tiếp theo có một thông số nữa là cái thông tin của pin này này đấy. Thì đây khi các bác vào đây nó sẽ không hiện thị cái thông số nào đâu, thì các bác ấn vào đây phát nó vẫn chưa hiển thị, thì các bác tắt đi, các bác lại ấn lại phát nữa đấy, nó sẽ cho ra cái thông số. Thì đây cái thời gian hoạt động của pin đấy, đây là hoạt động được 1 giờ 10 phút rồi đấy, 15 giây này đấy, đây là cái thời gian hoạt động của cái pin đấy. Em khởi động lại lúc nãy mà hình như cái máy của em là khởi động lại là cái số lần sạc pin nó về không đấy. Còn đây là cái thanh trạng thái này, cái 16 này là cái gì cũng không rõ này đấy, 81% này, không cắm cáp này đấy, số dòng điện này, số vôn này đấy, nhiệt độ này, tình trạng này đấy, không sạc này, không support này, cái thứ nói chung là đây các bác quan tâm cái chỉ số này này đấy, là cái máy G8 Hàn đấy, thì là cái pin của nó là 3.500. Thì đây đây là nếu mà khi mà
pin nó đầy full ấy. Đây, các bác chờ tí nhé. Đây, khi mà cái pin của em nó đầy ấy, thì nó sẽ có cái dung lượng là đây, cái thông số này 35 30000 đấy, bác nghĩa 3.500 đấy. Thì bây giờ hiện trạng nó đang còn 81% thì nó chỉ còn khoảng 2.600 đấy. Dần dần khi cái số pin của bác tụt đi dần ấy, cái con số này nó cũng giảm đi. Đấy, thì nó chỉ là cái thông số tham khảo thôi các bác, nó không quan trọng cho lắm đâu. Đấy, còn em khuyên các bác là sử dụng máy nào cũng thế thôi, điện thoại nào cũng thế, hãng nào cũng thế thôi, thì các bác nên khởi động nó ngày một lần cho nó hợp lý, cho nó reset lại tất cả những cái thông số rồi những cái rác rưởi mà các bác sử dụng hàng ngày ấy. Các bác nên sự khởi động ngày một lần là đẹp. Đấy, thì đây là cái thông số mà kiểm tra trực tiếp được bằng trên máy nhé. Đấy, còn ngoài ra ấy, các bác sẽ có rất nhiều cái phần mềm, đây như em đã tải về đây, bác có rất nhiều phần mềm để check cái pin, và phần mềm chủ yếu nhất đó là phần mềm accu này, accu battery này. Thực ra là em tải về để em demo cho các bác thôi, chứ em không bao giờ sử dụng những cái phần mềm này. Đấy, thì các bác sẽ vào đây, đấy, ví dụ cái sử dụng cái phần mềm accu này, đấy, thì các bác nó sẽ cho các bác được một số thông số này thôi. Đấy, 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 nó sẽ liệt kê cho các bác tất cả những cái mà các bác đã sử dụng đấy, kiểu kiểu như thế. Các bác có thể tham khảo cũng được. Đấy, ngoài ra thì các bác vào phần này, đây, đây này, thì thường thường anh em hay vào phần này để mà biết được cái mức độ chai pin ấy. Đấy, thì không hiểu là cái máy này nó dựa trên cái gì để nó đánh giá cái mức độ chai pin. Đây này, mức độ chai pin này, đấy, tùm lum hết này, dung lượng phần trăm pin, hình như thường thường các bác sẽ nghĩ đến cái này. Thì nhiều bác ấy sử dụng cái phần mềm này ấy, ví dụ như cái máy V50 chẳng hạn, cái máy V50 nhá, thì cái thông số dưới này này, cái dòng dưới này này, đấy, nó là 3.000, à quên, 4.000 đó. Còn cái con G8 của em đang dùng đây nó là 3.500 thì đúng rồi đấy. Thì còn cái ước tính pin này này, đấy, thì là còn 3,3, thì có nghĩa là cái này nó chai mà ít rồi đấy, ý là nếu theo cái phần mềm này thì cái máy mình đã chai mà ít rồi. Đây là còn 3 3.314 này đó. Thì thường thường các bác hay vào đây để các bác biết được cái pin mình đã chai được tầm bao nhiêu. Đây gần như kiểu là còn 95% ấy, chai mình của máy mình pin mình đã chai được khoảng 5% rồi, kiểu kiểu như thế. Đấy, thì cái phần mềm này ấy, nó có chính xác hay không, thì thực tế là rất nhiều bác đã than thở với em là tại sao kiểm tra bằng cái app này, cái phần mềm này nó không cho cái con số đúng như cái máy của mình mong muốn. Thì em khẳng định với các bác là cái phần mềm này cũng chỉ để tham khảo thôi nhé, nó không có giá trị gì đâu, mà nó tùy máy luôn ấy, gần như nó không đúng luôn ấy. Đấy, cho nên các bác cũng đừng tin cái phần mềm này. Đấy, còn đây này, ngoài ra các bác có thể điều chỉnh được đây này, đây nhá, ví dụ đây dung lượng thiết kế của pin em nó là 3.500 nhá, đấy, ước tính là tầm 3.200 đấy, nó bị chai một ít đấy. Hóa ra các bác có thể đặt được này, đấy, ví dụ như em đặt 4.000 luôn này, 40.000, 400.000 luôn đi cho nó nguy hiểm, 400.000 hơi hơi cao, đấy, 40.000 này, đấy. Đấy, các bác thấy không? Pin thiết kế em 40.000 cơ mà, vãi cực, quá là vãi luôn. Cho nên là đấy, quay sang đây này, các bạn thấy không? 40.000 luôn, ghê chưa? Cho nên các bác cũng đừng có tin cái này quá. Đặt lại đó, 3.500. Đấy, cho nên là cái phần mềm này cũng chỉ để tham khảo thôi nhé. Đấy, tiếp theo là một phần mềm nữa mà các bác cũng hay dùng, đó là phần mềm AIDA 64 này. AIDA 64 này, đấy. Thì các bác trong này nó sẽ cho các bác check được rất nhiều cái thông số, đó là hệ thống rồi CPU của hiển thị đấy. Thì em không quan tâm những cái vấn đề khác nhé, chỉ quan tâm cái pin này thôi. Đấy, thì pin này thì các bác có thể thấy này, cái phần mềm nó cũng rất là tương tự như cái phần mềm accu gì của battery đấy. Thì đây các bác có thể thấy này, dung lượng pin thiết kế này 3.500 này, đấy, nó còn một ngày nữa này, còn 2.600 nữa này. Đấy, càng cái phần chỗ này này, cái chỗ này mà nó càng ngày càng cái phần trăm pin càng giảm đi ấy, thì cái số này sẽ càng giảm. Đấy, vôn này, nhiệt độ này, công nghệ pin này, tình trạng tốt này, không sạc này. Đấy, thấy không? Đang sạc này, mình không dùng cái gì nên nó chỉ pin để sạc nó sẽ thấp. Đấy, khi các bác sử dụng cái tác vụ nặng này, cái sạc này nó sẽ tăng lên. Thì đấy, thì cái phần mềm này nhiều bác cũng thắc mắc là cái cho nó cho cái thông số dung lượng này là không đúng với thực tế của máy đấy. Ví dụ con V50 là tại sao nó chỉ có 3.500,
thì các bác nghi ngờ là bị thay pin cái thứ đấy, thì thực ra là nó không phải đâu. Rất nhiều bác là bị quá quá bị lệ thuộc vào những cái phần mềm như này này. Đấy thì tất cả những phần mềm này chỉ để tham khảo thôi nha các bác. Đó. Đấy, phần mềm này cũng khá là nhiều, phần mềm này em thấy là khá hay đấy. Có rất nhiều thứ để cho các bác kiểm tra nhé, các bác tải về cũng được. Đó. Ngoài ra là nó còn phần mềm như kiểu là bé, nói chung là em thấy là hai phần mềm là chủ yếu này, phần mềm như kiểu là Repair Line này này, đây phần mềm để nó kiểu như là sửa chữa cái pin của mình, như kiểu chạy độ nó đỡ chạy pin ấy, thì các bác mua về các bác tải về các bác cứ tự bọc thôi. Nó sẽ như kiểu là trên Windows nó có cái chế độ mà sửa lỗi chết chết ở trong cái ổ cứng ấy, kiểu chết chết điểm chết chết ổ đấy, chết một số điểm ở trên ổ đấy. Đấy thì cái này nó cũng tương tự như thế. Thì cái đấy chị em thấy cũng chỉ để vui thôi. Nếu mà check được, nếu mà làm cái pin nó ngon hơn thì quá kinh khủng rồi. Đấy, tiếp theo là cái phone check này, cái phone check và test này. Cái này có gì test không nhỉ? Em nhớ như là không có đâu. Đây, xem nào. Chả có cái gì hả các bạn? Monitor, test, report. Cái này là cái gì? Đây, cho là. Đây là cái gì? Đây là cái màn hình. Rồi, đây là xem có cái gì không này. Đây. Các bác thấy đây này. Cái này chỉ cho các bác biết là pin đang bao nhiêu phần trăm, nhiệt độ, rồi tình trạng pin tốt. Đấy, cái nào cũng tốt mà. Đó. Còn cái gì nữa không? À, đây này, các bác tắt hết cái này đi. Đấy, em cũng đấy, nhiệt độ rồi, ok. Các bác test bộ pin rồi, test này. Đấy, các bác ra nó ra cái này. Đây là thì nó cũng cho ra các bác là cái dung lượng pin là 3.500 này, không sạc này, 80% lốt này. Đấy. Nó cũng có cái gì đâu. Đấy. Nó cũng chỉ có test thế thôi. Đấy, cho ra dung lượng pin. Ok. À, còn tí nữa này. Cái gì đây? Xem là có cái gì liên quan đến pin không thôi. Rồi. Rồi. Không thấy gì về pin các bạn. Thôi bỏ qua nhé. Đấy, chỉ cái vấn đề để test pin xem cái dung lượng nó có đúng với thực tế không ấy mà. Đấy. Thôi nhé. Cái này thì cũng chỉ để test xem mà nó đúng không. Mình test battery life này. Rồi, life là cái gì? Cái này như không có chỗ để test pin các bạn. Đây. 80% này. Đấy, tiêu thụ pin nhanh này. Đó. Đây, nhiệt độ này, điện áp này, dung lượng còn này. Đấy, nó xem bên mấy cái phần mềm kia mà. Đấy, tốt này. Đấy, không hiểu có cái gì cả. Đó, thì đó, đây là mấy cái phần mềm mà các bác, em nghĩ là các bác rất là hay dùng, đặc biệt là hai cái phần mềm này, hai phần mềm Acu Battery này và AIDA 64 là hai phần mềm mà các bác hay dùng đấy. Thì em khuyên với các bác là tất cả những phần mềm mà các bác tải trên mạng, trên cái CF Play hoặc chỗ nào đó để các bác test pin ấy, đặc biệt hai phần mềm này, nó chỉ để cái để tham khảo thôi nha các bác. Nó không phải là cái thông số chính xác 100% để các bác dựa vào đó các bác đánh giá một con máy của các bác đâu. Cho nên là nhiều bác cứ hỏi em cái vấn đề này, em nhiều khi em không muốn trả lời luôn đấy, mà không trả lời thì các bác bảo là em chạy chó không trả lời, nhưng mà thực ra là cái vấn đề này nó mông lung quá, nó khó trả lời và trả lời nó cũng chẳng chính xác. Cho nên là các bác muốn chính xác nhé, các bác muốn chính xác thì trước tiên khi các bác đến đi mua máy ấy, các bác đi mua máy ấy, thì các bác phải kiểm tra được cái pin ngay lúc đấy. À, thì đương nhiên ạ, kiểm tra cái pin ngay lúc đấy các bác không thể biết chính xác được hoàn toàn đâu, nhưng mà các bác cũng biết được nó có còn tốt ổn ổn hay không. Đó là các bác bật cái camera lên đấy, các bác bật camera lên nhé. Đấy, các bác cho vào cái video này này, cái video này nhá, các bác bật cái đèn flash lên đấy, các bác cho video này và các bác quay kiểu là 4K luôn đấy. Đấy, các bác điều chỉnh cái này đến 4K cho em. Đấy, 4K lên. Rồi, và các bác quay. Đấy, em quay 4K bật flash này. Đấy, quay lên. Đấy, đấy, có nhìn thấy không? Quay 4K bật flash lên. Thì các bác cứ để về quay tầm khoảng 10 phút. Đấy, các bác quay tầm 10 phút đi. Xem là sau 10 phút nó có bị sập nguồn hay gặp một vấn đề gì đó không. Ví dụ như nó bị sập nguồn thì chắc chắn pin nó sẽ yếu rồi. Đấy,
Và nếu mà sau 10 phút rồi em nghĩ là như cái pin mà còn tốt ý, thì sau 10 phút ý, nó sẽ chỉ giảm pin tầm khoảng 5 đến 7% thôi, là tầm 7% trở lại thì là ngon, em thấy nó còn ngon. Còn đấy là test ở cái khi mà các bác mua máy trực tiếp nhé. Đấy, còn khi mà các bác mua máy online ấy, thì các bác bắt buộc phải sử dụng nó mấy ngày các bác mới biết được đấy. Và thường thường là nếu như các bác quan tâm về nhiều về pin thì các bác sẽ nói với người bán là tôi quan tâm với vấn đề pin thì tôi cần phải test 1 2 ngày xem thế nào đấy. Và khi các bác test 1 2 ngày rồi thì các bác cũng vào cái phần như lúc đầu em nói rồi đấy, phần này này để các bác test và phải sử dụng nó 2 3 ngày, 2 3 4 3 4 ngày càng tốt đấy, thì các bác cũng phải cho máy nó ổn định cái đã đấy, cái app cái thứ đầy đủ đi đấy, thì các bác mới test được cái này. Và như hiện tại bây giờ ấy, là bên LG nhà mình ấy, cái con điện thoại mà cho cái thời lượng pin trâu nhất ấy, hiện tại em thấy đang là con V60 đó, con V60. Đấy, tiếp theo là cái con Velvet. Velvet cho cái thời lượng pin cũng rất là ổn. Và sau đấy nữa ấy, thì là mấy cái con như kiểu là V50, V50S, rồi V50, rồi Wing, rồi G8X. Đấy, mấy con mới mới bây giờ ấy. Đấy, như kiểu là mấy con càng đời cao ấy, thì cái thời lượng pin nó càng cao ấy các bác. Đấy, như con V60 ấy, là pin nó 5.000 cơ mà. Đấy, cho nên là các bác con đấy hiện tại đang là cái con pin ổn nhất và cái hiệu năng tốt nhất. Còn nếu bác muốn sử dụng LG lâu dài thì các bác nên mua con V60. Đấy, con hiện tại bây giờ là đang là ngon nhất và nó sẽ được lâu dài hơn. Đấy. Thì chốt lại cho các bác biết ý, là về vấn đề pin ý, các bác phải sử dụng đi, các bác sử dụng và các bác phải tính toán được những cái tác vụ mà các bác sử dụng ấy. Đấy, thì các bác mới biết được là pin mình như thế nào. Đấy, chứ còn bảo là cứ đưa lên bảo là máy tôi sử dụng được bằng này, máy tôi sử dụng bằng kia, trong khi đó quá trình sử dụng các bác như nào thì không biết được. Và thứ hai là cái độ sáng màn hình của các bác để như nào các bác cũng 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 không nói, thì làm sao mà anh em đánh giá được. Và pin kiểu là mỗi người một cái vấn đề của mình, mỗi người một cái như kiểu là em không nói ra nhau nhỉ, mỗi người một cái quy chuẩn về pin của mình ấy. Đấy, ví dụ nhé, con G8 của em đây, nó đã cũ rồi, mua máy cũng là máy cũ rồi đấy, cho nên là pin của nó bây giờ nó chỉ tầm được khoảng tầm tầm 5 tiếng thôi. Đấy, nếu đấy là sử dụng những cái tác vụ bình thường nhé, tầm 5 tiếng có khi được 4 đến rưỡi thôi. Đấy, cho nên là cứ bảo là bây giờ khi các bác, giả sử như các bác mua cái máy này của em này, giả sử em bán cái máy này nhé, các bác về các bác dùng được khoảng 4 tiếng đi, 4 tiếng vì mới đầu nó không ổn định mà, 4 tiếng đến 5 tiếng các bạn, ôi trời ơi, ông này bán cho mình máy đều rồi, sao được có 4 tiếng, 5 tiếng thế này. Tại sao đấy, anh em bảo là được 7-8 tiếng cơ mà, kinh vậy cơ mà, sao tôi dùng được có 4-5 tiếng thôi. Thì các bác phải hiểu là máy nó đã cũ rồi, người dùng như em là vừa dùng vừa phá rồi. Đấy, vừa dùng vừa phá rồi thì chắc chắn pin nó phải kém đi nhanh hơn. Đấy, mà em nói thật với các bác là khi mà người ta mua cái máy về, người ta chẳng lẽ người ta không dùng, người ta chỉ để trưng tủ kính rồi người ta bán, sau này người ta bán tự bạn bán máy cũ cho bác hay sao, mà các bác nghĩ là pin nó phải được như mới thì chắc chắn cái đồ đó sẽ không có đâu. Người ta dùng về, người ta dùng chán chê rồi người ta mới bán, chứ có phải là người ta nâng niu con máy lắm đâu. Đấy, cho nên là khi các bác mua máy cũ ấy, đấy, thì các bác không nên đòi hỏi quá nhiều về vấn đề pin. Đó, em nghĩ là không nên đòi hỏi quá nhiều về pin. Tuy nhiên ấy, thì là nếu mà pin nó quá yếu hoặc là nó bị chai pin quá nhiều, ví dụ báo pin ảo nữa, hoặc là hay bị sập nguồn ấy, thì lúc đấy thì đó là vấn đề lỗi. Còn thường thường là bây giờ là các bác mua cái máy LG hiện tại bây giờ nó đã cũ lắm rồi, cũ cực kỳ cũ rồi, cho nên là những cái máy như kiểu là V60 rồi Velvet thì cứ nó còn Wing, nó còn hơi mới tí còn còn ok, chứ mấy con G8 V50 rồi ấy, rồi những con tầm tầm dưới nữa ấy, thì pin nó rất là cũ rồi. Các bác nếu mà bảo là máy zin ấy nhá, thì pin nó chỉ còn khoảng tầm 70-80% so với lúc mới thôi. Đấy, không, thậm chí không nên nói đến là 67% nhé. Em nghĩ là tầm giờ khoảng tầm 70-80% lúc pin bằng cái lúc nó mới thì là đã ngon rồi. Đấy, cho nên là các bác chú ý nhé. Các bác nên, 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 nên hiểu đúng về cái vấn đề pin.
Đấy, chứ không phải là các bác đưa những cái app này lên rồi các bác quy chuẩn là tại sao nó không đúng với cái app này, thì em thấy là không đúng đâu. Cho nên các bác hy vọng là các bác cái clip này là cho các bác hiểu được thêm nữa, tại vì em cũng không muốn nói nhiều về vấn đề pin này đâu. Cho nên là các bác cứ dùng đi, cái máy nó phục vụ mình cơ mà. Nếu như cái cục pin đấy mà nó không đủ dùng cho các bác ấy, đấy, thì các bác thay cái cục pin khác. Bây giờ thay cục pin khác dễ mà, điều kiện pin gì cũng đầy. Đấy, và thường thường có một câu hỏi nữa ấy, có một câu hỏi mà em thấy rất là buồn cười mà các bác hay rất là hay hỏi, đó là pin như thế này liệu có đủ dùng trong một ngày hay không? À, cái câu hỏi bá đạo vãi cứt ra, pin con G8 có đủ dùng trong một ngày hay không? Trời ơi, cái câu này thật sự là không biết trả lời thế nào luôn ấy. Một ngày là có ta 24 tiếng này, thì thường thường là người ta sẽ làm việc là 8 tiếng, ăn chơi 8 tiếng và ngủ 8 tiếng là 24 tiếng đúng không? Thì trong thời gian ăn chơi, trong thời gian làm việc là người ta sẽ sử dụng 16 tiếng. Đấy, chưa đúng ngủ đâu nhá. Thì đã 16 tiếng khi người ta thức thì người ta sử dụng máy máy, chẳng nhẽ là cái con G8 này phải sử dụng được 16 tiếng à? Đấy, cho nên là cái việc mà câu hỏi mà có đủ dùng trong một ngày không ấy, nó là một câu hỏi rất là khó trả lời và nó phải tùy vào cách sử dụng của mỗi người. Ví dụ em nhé, công việc của em làm việc chủ yếu trên điện thoại luôn. Đấy, công việc nhé, làm trên điện thoại nhé, rồi giải trí cũng trên điện thoại. Đấy, trừ đúng ngủ ra thôi. Ngủ thì ngủ tầm khoảng 6 7 tiếng thì lúc đấy là không sử dụng điện thoại rồi. Còn lại là gần như là cái khoảng tầm 16 17 tiếng còn lại gần như lúc nào cũng cầm điện thoại. Đấy, thì các bác bảo 16 17 tiếng như thế làm sao mà đủ dùng trong một ngày được? Cục pin 3.500 này làm sao đủ dùng trong một ngày được? À, cho nên là cái câu hỏi đấy thì em nghĩ các bác đừng hỏi nữa, và hy vọng là các bác đừng quá lệ thuộc vào cái pin nữa, đừng quá lệ thuộc vào cái con điện thoại nữa. Con điện thoại để nó phục vụ mình thôi, chứ mình không phải là cái nô lệ của con điện thoại này. Mình sẽ sử dụng nó để mình kiếm tiền, để mình làm việc, chứ không phải là mình đổ hết tiền vào nó. Đấy, ok, hy vọng là các bác sẽ có một cái chút kinh nghiệm thêm. Rồi, chào các bác.